Dạ, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Zippo Hải Nguyễn. Anh em lên tiếp tục lên một ít hàng mồi thuốc để giao lưu với anh em. Thì cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị cho 1 triệu giùm em, và phí code anh em 10 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn sẽ tới thì trực tiếp tới Bình Tân. Địa chỉ có của em ở trên Google, anh em chỉ cần gọi Zippo Hải Nguyễn để có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Anh em xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em, thì cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Anh em đăng ký rồi thì đừng quên bật vào cái chuông thông báo bên cạnh chữ đăng ký, để mỗi khi em có lên video sẽ có gửi thông báo để thông báo đến anh em mà anh em vào xem tham khảo. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Rồi, em có một con Slim xước bụi. Con này sản xuất 2007, con này lúc trước nó mà nó được phủ một lớp sơn, nó sơn bóng mỏng anh em. Và để được xả ra. Thì con này 2007 ha. Không thất. Được xả cái lớp sơn tĩnh điện và nó còn hơi dính đây xíu. Cái lớp sơn mỏng của nó. Và con này thì cái chất âm nó cũng có đây nè anh em. Rồi cái con Slim thì cái âm của nó ít khi nào mà nó to lắm. Con này thì được sở hữu một cái âm thanh nó cũng hơi to. Đánh bén. Ruột 07 trùng ha. Tình trạng con này nó cũng đẹp đó nè. Bề ngoài thì không có cấn mớp không gì hết. Ruột cũng đẹp luôn. Thằng con này cũng là công thức. Đầu tiên thì chơi con này hay hay nè. Anh Minh, anh Mẫn, anh Mười, anh gì? Nói chung là chỉ em mờ ha. Và cái những cái đen này là do cái màu bạc của nó, cái lớp màu bạc của nó bị oxy hóa nha anh em. Con được sản xuất 2011, xuất thị trường Nhật ha, đáy lồi mạ bạc. Vân nó là vân xoáy tròn. Đây, trước sau đen vậy là nó oxy hóa thôi chứ không có gì hết á. Anh em về Cà Na lên là nó sáng lên nè. Em có test nhiều lần cho anh em rồi, nhưng mà thường những cái con này thì để cái màu nó lên tự nhiên vậy đó, nó đẹp. Con này không cấn mớp nha anh em, lề lói đẹp, lớp mạ còn đẹp còn nguyên. Con này là còn nguyên keo luôn á, không cấn mớp ha. Con này cái vỏ này anh em nhìn nó rất là đẹp. Cái vỏ con này rất là đẹp. Ruột 21 trùng. Bánh bén gà khỏe. Tổng thể đẹp luôn, con này tổng thể đẹp nha anh em.
không cấn mớp, tổng thể đẹp. Âm hay. Nó âm hay nhưng mà nó không có khớp, nó không có cứng ha, khó chịu. Chất của con này nó có sẵn, nở la rồi. Mưa hoài. Mã số 2. 370. Con này tổng thể đẹp, anh em cứ bỏ nó như là dọn như vỏ mới luôn. Chữ cái anh em tên chữ cái tên gì? Có chữ M chơi con đó. Một con vinh tẹp 98. Tình trạng đẹp. Có hơi xước xíu, lề lối đẹp. Đây có dâm nhẹ xíu. Màu rơm khá đẹp ha. Chủ đề xin hẹn. Chưa sửa chữa. Tổng thể cũng đẹp. Màu rơm cũng khá đẹp. Có ở đây nó có hơi dầm nhẹ xíu lên. Dầm nhẹ chứ không phải cấn mớp nặng mà. Chưa sửa chữa. Ruột đẹp luôn. Con này màu thuốc là OCK. Chỉ có ở dưới đây nó có hai điểm dâm kim nhỏ thôi nè, dâm đầu kim thôi nè, còn lại thì góc cạnh là nó đẹp nha, góc cạnh khá đẹp luôn, không có cấn mớp luôn á. Ở đây chỉ có hai điểm dâm kim nhẹ thôi nè, anh em thấy không, chủ đề đẹp luôn, riêng nguyên bản hết, riêng cho tới cái cốt lề luôn nha anh em, chưa canh chỉnh gì luôn. Qua wow, những cái ruột, những ruột đã rồi nè, ruột như mới luôn này. Em lao cái ruột về đó, ruột đẹp, không có xước, chỉ có xước nhẹ miếng bùn đốt hả? Dập mọc năm trước tháng sau nè anh em.
88-89 giai đoạn này nó thường dập đổi cái kiểu này chứ lắm. Đẹp, khá đẹp luôn á nè, từ vỏ cho tới ruột luôn. Nó oxy hóa. Ruột vỏ đẹp luôn, ruột từng năm luôn ha. Mọc lõi năm trước tháng sau, mọc độc luôn. Giai đoạn này thì gặp cái mọc kiểu đó thì không có gì là lạ đâu. Gặp nhiều. Tổng thể đẹp, nguyên zin zin tới cái cốt lề luôn nha anh em. Còn khá là cứng, rất là cứng cáp luôn. Không cần phải thay cốt lề, không có cần canh chỉnh gì luôn. Thâm tự nhiên luôn. Quá đẹp. 89. Chủ đề được chủ đề rồng nữa. 650. Con này nó hơi cao xíu nha anh em, nó như là nói chung là nó khá đẹp. Mã số 4. 650. Anh em thích trơn cũng được, để tẩy tẩy chất chủ đề ra, còn anh em thích chơi với chủ đề rồng thì để chủ đề rồng. Rồi anh em tính đồ của dòng ven đâu. Và xem con này, chơi con này đẹp nè anh em. Qua sử dụng rồi nhưng mà nhìn nó còn khá là chảy ke luôn. Zin nguyên bản hết luôn nha nè. Đây góc cạnh đẹp không chút cấn mớp luôn á. Màu rơm nè nè. Ô xem tên còn nguyên luôn. Con cực kỳ đẹp nha. 93. Qua sử dụng. Ít xước ha. Bên này chỉ có xước nhẹ, trên này xíu với thành nắp xíu thôi. Ruột trùng năm rõ vạch luôn. Tổng thể đẹp, con này con ve đẹp quá. Qua sử dụng, nói chung là qua sử dụng ít chứ không nhiều. Nhìn tổng thể của nó thì anh em đánh giá được, anh em đánh giá giùm em. Không tì vết, không gì luôn. Quá xa đẹp. Xin nha anh em, xin tới cái cốt lề luôn. Mã số 5. Một con ven qua sử dụng thì nó như mới luôn. Rồi đây hôm nay em lên con này là em trước em có lên rồi, nó chưa lúc đó nó còn em chưa có đánh lớp vàng. Chưa đánh cái lớp mà bạc ở mà vàng đó ha. Con này là một con 85 năm Bạch Huyền. Là con một con mã vàng nha anh em. Đây còn hai miếng. Đây một con 85 năm Bạch Huyền. Và ô xăm tên thì nó cũng có xăm nên em có dư một cái emblem này để em buông đổi. Dán lên để đè lên cái chỗ xăm tên đó anh em. Nhìn cho nó được mắt cho những anh em thích chơi dòng emblem luôn. Rồi soi tổng thể cái còn hơi vài điểm dính lớp mạ vàng ha anh em ha. Trên nắp thì có dâm kim,
nó tầm 600-700 ngàn rồi đó nè. Cái này em nói thật đó hả, tại vì nó dành cho chu niên 85 và một La Mã không một tháng mà rát đó. Rụt này thì nó cũng còn rõ chữ, ít xước. Rồi em cũng bán lại giá như hôm trước thôi, 750. Anh nào chơi thì chơi, chứ còn kiếm rẻ hơn nữa thì không có. 85 tầm giá đó. 85 mà ruột vàng, ruột vàng mà con này thì giá này nó hơi là mềm, tại vì cái ruột của nó không là muốn hơn hơn nhiều rồi. Cái ruột của nó ở gần gần bằng rồi, 600-700 ngàn cái ruột rồi đó. Ruột vàng này nè. Tôi cần kiếm đâu ra. Đây em vẫn bán 750 cho anh em. Nhiều khi để nó có lem luôn. Mà để về đánh về nó nhìn nó cũng đẹp đẹp. Nhiều điều nó để dễ chơi. Mít thêm cái em lem cho anh em nữa. Là chưa tính tiền em lem luôn á, chưa tính tiền đánh ra, chưa tính tiền em lem luôn. Giá này không chơi nữa thì đẹp, không còn chơi được con 85 nữa. Được khắc ăn mòn zin hãng, chủ đề về US Naval Communication Station Diego Garcia PS. Đọc tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không. Cái chủ đề này em có tra rồi, nó là cái trạm liên lạc hải quân ở Diego Garcia. Để em tra kỹ hơn chút, em tra cho anh em xem. 8 bạch huyền, mỗi bên 4 bạch huyền là 1982 ha. Tổng thể con này thì qua sử dụng có dằn nhẹ. Cái màu rơm thì qua sử dụng nó vậy ha. Lề lối đẹp, chưa canh chỉnh gì luôn nha anh em. Cốt lề zin luôn. Chủ đề zin hãng luôn. Chủ đề còn rõ nét đẹp. Khá là màu đổ sơn zin hãng. Có dăm kim và có xước nhẹ ha. Dăm kim nhẹ hơn, không có cấn mớp gì nặng cả. Được cái chủ đề này, chủ đề nó thuộc về chủ đề quân đội nha anh em. Chủ đề quân đội. Được một cái chủ đề quân đội. Rồi, cái ruột cũng khá đẹp nha anh em. Chữ nghĩa đầy đủ ha, có hơi xước nhẹ thôi. Ruột hai mặt chữ chuẩn đời. Tổng thể cũng đẹp. Chủ đề zin hãng. Đây chủ đề khác màu đổ sơn zin hãng. Trên con 1982 8 bạch huyền. Có xước có dăm nhẹ. Dòng này qua sử dụng mà không có cấn mắp nặng nha anh em, chỉ có dăm kim nhẹ nhẹ, nhẹ thôi ha. Dăm nhẹ 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 thôi. Tổng thể khá đẹp, còn chủ đề quân đội. Để em tra cho anh em mấy.
tra cái chủ đề đó nè. Liên lạc hỗ trợ hải quân Diego Garcia. Nhiệm vụ sự đó, nó là một cái chủ đề quân đội nha anh em. Cái này cái máy kia cái máy chính của em đang quay á, thì nó ra đây cái chủ đề đó nè, nó ra cái chủ đề kia rõ không, mà con này là thuộc về cái chủ đề chủ đề quân đội á, đó là tìm trạm liên lạc căn cứ hải quân Garcia. Một con 82 đẹp, 467 1100, không cấn mớt gì hết, ruột đẹp, rò vỏ đẹp, chủ đề quân đội đẹp. Rồi em có một con này nó chưa qua sử dụng nhưng mà nó bị lỗi nổ rơm anh em. Rồi con chủ đề này là chủ đề 50 thờ, nó nằm trong set tổng xếp bản kỷ niệm luôn, tổng xếp 592 luôn. Con này thì nó chưa qua sử dụng nhưng mà nó có lỗi đó anh em, về mọi thuốc thì được với cái chủ đề này thì nó ngon luôn. Con này nó bị lỗi rơm trước, dài 11 chén thì mình tẩy cái rơm ra được một cái được chủ đề zin hãng, chủ đề đẹp ha. Tình trạng là new chưa sử dụng anh em, nhưng mà nó bị vậy đó nè, anh em nhìn là thành nắp nè, thành buồng đốt nè, không có cỏ xước gì luôn không. Đây ruột màu giai đoạn, nhưng mà cái đuôi này là đuôi 92, cái đuôi chữ nè, dài, đuôi chữ dài. Rồi lụm con này về mọi thuốc thì nó con lành cành đào, thì ruột cái ruột niêu, vỏ thì cũng gọi là vỏ niêu nhưng mà nó lỗi, vỏ này là bị lỗi, gọi là bị lỗi nha anh em, nổ rơm, nổ rơm. Anh em dòng xưa anh em gặp nhiều lắm. Rồi con này em giao lưu với anh em là 650, nó được chủ đề và nó được là chưa qua sử dụng, chi tiết đời đầu ha, chủ đề 50 thờ 650. Con này là chưa sử dụng nha anh em, lưu ý là con này nó chưa sử dụng nhưng mà nó có lỗi đó, nó mới rẻ chứ còn nó đẹp đó thêm 1 triệu ngoài nha. Chủ đề này đẹp không bị lỗi chứ phải là ấy, tại vì chủ đề này new á là nó phải tầm ngoài 1 triệu mấy lần. Hôm trước em bán cái con gì, con 40 thờ đó, đó là tầm giá đó trở lên. Còn con này thì nó bị lỗi như vậy thì em bán sẽ giá 650 đây anh em mồi thuốc. Cái
còn cầm 650 mà mua con này new đẹp thì không có, không bao giờ có luôn. 8650 rồi em qua mấy con đây một con xì lim. Con này là cái hộp của nó thiết kế kiểu cái hộp xì lim 5 bit đó nè. Em quên lấy cái hộp xì lim 5 bit cho anh em xem rồi, biết anh em có thấy được cái hộp không. Đây nè, nó nằm đây nè, nó nằm trên cái, anh em thấy sọc sọc không, không thấy được, quên lấy ra nè. Nó là cái kiểu thiết kế đó đó anh em. Đây là một con xì lim. Chủ đề thì nó làm theo cái hộp, cái kiểu hộp của xì lim 5 bit. Được sản xuất 2016. Tình trạng là new full book. Anh em nào thích dòng xì lim thì chơi. Chủ đề cũng đẹp ha, trưng bày cũng đẹp luôn. Bài khá đẹp luôn. Rút trùng 5. Đó, chủ đề này là một cái hộp hộp slim 5 bit. New nha anh em, new có new full book luôn, new có new full book luôn. Vấn đề để anh em trưng bày. Mã 2 là một cây chủ đề cũng đẹp nè, một bút luôn. Nó vừa kết hợp khắc và nó vừa kết hợp là sơn hấp nhiệt United States of America. Chuẩn Mỹ ha. Xài con Jeep là đưa cái chủ đề lên là chuẩn Mỹ luôn, vừa khắc. Vừa khắc vừa vừa sơn hấp nhiệt luôn anh em, cờ Mỹ. Sản xuất 2020. Tình trạng new nha. Chùm 5. Chủ đề này để chân cũng đẹp đây anh em. Con này để chân cũng đẹp. Giá thì phải tầm hai mấy đồng. 2, 4, 6, 8, 9, 10 480. Đây một con satin chủ đề cũng đẹp đây, đại bàn đầu trắng, cờ Mỹ, những cái đầu kéo đặc trưng của dòng của nước Mỹ luôn. Cái đầu kéo xe satin chủ của đây insert hấp nhiệt 201. Tình trạng new luôn nha anh em. Đây lại khô đây.
201. Satin. Chủ đề đẹp luôn. Này 508. Chất lượng một con La Mã rồi còn gì. Chủ đề đẹp. Số 11. Số 11 508. Satin này, dòng satin này thì âm hay. Anh em muốn sử dụng thì em hỗ trợ canh chỉnh này, cứng cáp, canh chỉnh âm thanh cho anh em. Một con chủ đề 3 chữ ký. Một con brass. Chủ đề 3 chữ ký. 3 chữ ký chủ tịch đó anh em. Sản xuất 2000 một kép. Tình trạng là chưa qua sử dụng. Em tặng kèm một cái bút nhung ha. Mà con này thì nó đi cái ruột lệch anh em. Ruột nó là ruột 201. Ruột vàng 201. Và con này được cái chủ đề nè. Chủ đề 3 chữ ký của chủ tịch. Trên nền một con solid brass. Chưa qua sử dụng ha. Chưa qua sử dụng chắc. Thành nắp thành quần đốt luôn nè. Chưa có xước. Tiếc cái lần đột lần ruột mưa lớn rồi. Rồi em giao lưu với anh em con này giá mềm luôn. Ký 3 đề chủ tịch. Rồi em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký thì em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Và một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm đồng hành theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.